Nhà cô ở đâu? Bố mẹ làm gì? Có học hết đại học không? Có nhà, có xe hay chưa? Thoạt nghe chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ đây là những câu hỏi mà mấy bạn nữ hỏi đối tượng xem mắt của mình thường thấy trên phim truyền hình ha. Nhưng không, đây là câu hỏi của một bạn nam hỏi trong một cuộc xem mắt mà thím hai nhà mình giới thiệu cho mình. Xin chào mọi người, mình là Lam Anh, một phiên dịch viên tiếng Trung, năm nay đã 28 tuổi rồi nhưng chưa có người yêu do mình học xong đại học trong nước rồi lại học thêm thạc sĩ bên trung nên cũng không có thời gian để nghĩ đến chuyện tình yêu và một phần là còn muốn tận hưởng thanh xuân không muốn bị kèm kẹp trong chuyện gia đình con cái quá sớm vì lý do này mà đến tầm tuổi này mình vẫn chưa có một mối tình vắt vai mẹ mình cũng lo lắng sốt ruột dẫu sao thì bạn bè đồng trang lứa đứa nào cũng một chồng hai ba con nhà xe ổn định hết rồi bà liên tục bắt mình đi xem mắt thôi thì công việc cũng đã ổn định, lại không muốn mẹ phải nghĩ nhiều nên mình cũng đồng ý đi thử một lần. Đối tượng xem mắt lần này là được thím hai nhà mình giới thiệu. Bạn à không, gã này tên Nam 32 tuổi. Lý do tại sao mình gọi như vậy, mọi người sẽ hiểu ngay thôi. Nam đi xem mắt không giống với những người khác, chắc vì sợ con lạc, bị bắt nạt hay bị lừa gạt tiền bạc mà mẹ Nam cũng đi cùng trong buổi gặp mặt đó luôn các bạn. Hai mẹ con Nam đến trước mình cũng nhanh chóng chạy lại xác nhận và chào hỏi, dạ chào anh và cô ạ, à. anh có phải là anh Nam mà cô Giang giới thiệu không ạ? À? anh ta không thèm trả lời mà chỉ gật đầu và tra hiệu bảo mình ngồi. đoạn này là đã thấy có gì không đúng rồi nha. mở đầu là màn giới thiệu đầy ấn tượng của mẹ Nam. vâng các bạn không nghe nhầm đâu, là mẹ Nam chứ không phải Nam. chào cô, nghe nói cô mới du học nước ngoài về hả? Thế không biết công việc bây giờ lương tháng của cô bao nhiêu, học nhiều năm như vậy có tích góp được ít tiền nào không hay là ăn tiêu hết rồi, nhà xe có đủ rồi chứ. Ôi, tôi cầm nín, tôi gục ngã luôn các bạn. Đây là đàn nam hỏi đàn nữ nha. Chưa về chuyện làm dâu nhà tôi thì phải để được con trai, vì Nam cũng là con trai ruột trong nhà, sáng phải dậy sớm nấu cơm, nhưng cần nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, không cần biết cô học cao học trọng đến đâu, nhưng về đến nhà tôi cô không được đi làm, chỉ cần ở nhà phụng dưỡng chồng con là được rồi. Không chỉ vậy, bà còn liệt kê thêm một đống các quy tắc sống cho con dâu trong nhà nữa chứ. Sau một hồi, lúc này bà mới dừng, tôi mới kịp chen chân và hỏi một câu vậy nhà xe việc chăm bẩm gia đình đều do con dâu làm thì con trai cô sẽ làm gì ạ tôi quay sang hỏi con trai cưng của người đối diện tôi đây anh có nhà có xe chưa chân tay có đầy đủ không trí não không làm sao uhm, mà cần đến người vợ như vậy tôi đây không nhà không xe mì gói còn không biết pha chứ đừng nói là món âu món á lại càng không biết cách làm dâu của nhà cô con cô là báu vật ngàn vàng như vậy thì cô mang về nhà cất cẩn thận, chứ đừng để ai va vào khổ thân họ. Còn nữa, bà đây có ế mòn cũng không đến lượt của anh đâu. Nói xong tôi đứng dậy phát dậy trời đi trong sự ngỡ ngàng của hai mẹ con Nam. Từ đầu đến cuối tôi không biết đây là cuộc xem mắt của ai với ai nữa. Tầm tuổi này, lần đầu gặp phải cái tình huống mà còn hơn trong phim truyền hình thế này thì cũng làm tôi trén. Hay không ở vậy mình cho khỏe đi. yếu đuối để ai xem là câu nói mà mình luôn đưa ra làm động lực cho cuộc sống. Mình là Mai Hạ, 24 tuổi. Mình là một bà mẹ đơn thân sống cùng với Bo, cậu con trai 2 tuổi của mình. Các bạn biết không, nghe cái tên Mai Hạ của mình thì mọi người chắc cũng đoán được tính cách của mình như thế nào rồi đó. Mình khá là năng động, nhanh nhẹn, thành tích cũng không kém cỏi trong học tập. Với những gì mình nói chắc hẳn các bạn cũng đang thấy nghịch lý và tại sao mình lại trở thành single mom phải không? Hai năm trước, sau khi ra trường, mình xin vào một công ty với vị trí truyền thông vì hợp với tính cách của mình. Được sự hướng dẫn của đàn anh, đàn chị thì mới đầu rất yên bình. Chẳng hay mình với một anh cùng bộ phận này nảy sinh những tình cảm sau một thời gian tiếp xúc. Anh nói rằng chưa có gia đình và có muốn tìm hiểu một người có cùng suy nghĩ, cùng quan điểm như mình thật sự. Không hiểu sao mình vẫn tin lời và đã đi quá giới hạn của bản thân cho phép. Chắc cũng khoảng một tuần sau, anh có giấy báo điểm chuyển công tác tới một công ty khác. Mai Hạ nè. Anh có thông báo điều chuyển tới công ty mới để hỗ trợ setup up bước đầu, nên thời gian này anh sẽ không ghé. Cũng không nhắn tin với em được nhiều. Anh ấy nói với mình, mình vẫn như mèo con ngoan ngoãn vâng dạ, bảo anh đừng lo, cứ yên tâm làm việc, tranh thủ gọi điện cho mình là được rồi. Mấy ngày đầu mỗi ngày một cuộc tranh thủ gọi một lần và chỉ nói vội được 15 phút, mình không hề nghi ngờ gì cho đến khi tháng này ngày đèn đỏ báo chậm 3 ngày bây giờ mình mới nhớ lại lần ân ái khi trước vội vàng test thử thì trời ơi hai vạch cảm giác vừa vui mừng và vừa hồi hộp không biết diễn tả như thế nào mình bấm máy gọi cho anh để thông báo nhưng lại ngập ngừng không biết nói như thế nào kệ cứ gọi thôi chắc anh ấy cũng mừng lắm đây mình chắc thầm trong bụng nhưng ngày hôm nay mình gọi cả chục cuộc không thấy anh nghe máy mình lo lắng khi không biết anh có vấn đề gì hay không 30 phút sau có tin nhắn của anh gửi về cầm điện thoại mà tay trung cảm giác đang vui mừng và hồi hộp báo tin thì khi ấy mình lại thật đau khổ tin nhắn của anh mai hạ cảm ơn em đã ở bên anh thời gian vừa qua anh rất yêu em đây có lẽ là thời điểm anh cần nói ra sự thật anh đã có vợ và con rồi anh đã giấu em nhưng anh có tình cảm với em là thật em là một cô gái trẻ có nhiều danh vọng và tương lai phía trước em cần có một tương lai tốt đẹp hơn vì thế anh phải thành thật với em anh không mong em tha thứ chỉ mong em hạnh phúc một bầu trời như sụp đổ mình còn chưa kịp thông báo con của chúng ta giờ đây mình và con sẽ thế nào anh ta có vợ con rồi chẳng khác nào mình lại là người xen vào cuộc sống gia đình họ thật ngu ngốc khi tin lời mật ngọt của người ta phải không các bạn? Mình đứng giữa hai lựa chọn, giữ con chấp nhận làm single mom, chấp nhận tai tiếng xung quanh không chồng mà chữa, và lựa chọn tương lai sau này, thì phải. Mình đau đớn khóc như một đứa trẻ vậy. Là vậy đó, mình lựa chọn con, cậu ba thúi đáng yêu và hay làm trò và làm mẹ đơn thân. Mình luôn sợ một mọi người dè biểu và chê cười, nhưng tất cả đều ngược lại bố mẹ bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh đều rất quan tâm và bảo vệ hai mẹ con mình. Chính vì thế qua những dòng tâm sự này, mình biết rằng vẫn sẽ còn các cô gái trẻ còn nhẹ dạ cả lòng nếu trót lỡ thì hãy tự tin và mạnh mẽ làm single mom. Mẹ đơn thân thì đã sao? Mẹ đơn thân vẫn lạc quan, vẫn mạnh mẽ bảo vệ con mình. Suy nghĩ tích cực thì dù bất cứ thế nào, cuộc đời đều công bằng với chúng ta cả mà thôi. Chào mấy bạn FA đang nghe chuyện nha, lại là mình Phương Anh đây, có bạn nào còn nhớ mình và anh Đông công chúa không? Hôm nay mình gửi bài lên đây để khoe người yêu của mình tiếp cho mấy bạn nghe tô chơi Sau mấy lần đóng vai chính trong bộ phim Người nhà quê thì anh Đông giờ đỡ cái bệnh mẹ mé rồi mọi người ạ à. Cơm bà anh ấy vẫn cực kỳ cực kỳ là đáng yêu luôn, bí mật nhỏ cho mọi người là anh Đông rất sợ mình dỗi nha Hôm vừa rồi mình đang nhắn tin với người yêu tới tối khuya. Lúc đó người yêu mình đang kể cái gì á. Mình không nhớ nói chung là kể chuyện cười cho mình nghe. Mình tính gửi cho anh người yêu cái icon mặt cười chảy ra nước mắt. Cơ mà lúc đó thế nào lại nhắn nhầm sang cái icon mặt cười nhét mép với mấy bạn FA. Xong rồi cái mình ngủ mất tiêu lúc nào không hay. Sáng hôm sau thức dậy thì đọc tin nhắn của anh người yêu nhắn mà thấy vừa thương vừa buồn cười các bạn FA ạ. À. Anh ấy nhắn cho mình một loạt tin nhắn, kêu mình xin tin nhắn, xong rồi hỏi mình dỗi à các kiểu. Đã vậy anh người yêu của mình còn tưởng mình dỗi nên xin lỗi tiếu trích hết. Còn gửi chụp ảnh mặt khóc lóc gửi cho mình nữa chứ. Mình đọc cười tí bị sái quay hàm luôn. Đang coi tin nhắn thì thấy anh người yêu đến nhà bấm chuông, đón mình đi học. Mình vừa mở cửa ra thì thấy anh người yêu lao vào ôm mình khóc lóc bà lên xin lỗi anh à, xin lỗi bé bé đừng có giận anh anh có nói gì sai thì bé đánh anh bé mắng anh chứ bé đừng có bơ anh như vậy anh sợ mất bé lắm bé có biết không mình lúc này không nhịn được cười nữa liền cười ồ lên bảo anh người yêu là ôi anh bị hâm hả hôm qua là em buồn ngủ quá em ngủ quên chưa có giận gì anh đâu người yêu mình nhìn mình với đôi mắt ngấn lệ hỏi em nói thật không Em không đùa anh đó chứ. Thế còn cái icon cười nhếch mép là sao? Mình mới đáp thì em bấm nhầm chứ sao? Em tính gửi anh cái icon khác cơ mà lúc đó buồn ngủ quá nên bấm lộn. Có mỗi vậy mà anh làm như là cháy nhà đến nơi rồi ấy. Biết bị quê nên anh người yêu đẩy mình ra rồi ra vẻ dỗi. Em có biết là hôm qua anh khóc lóc gạo thét như một thằng điên khi bị em bơ không? Anh phải thức đến 3 giờ sáng để vò đầu bứt tay các kiểu Để tự hỏi bản thân rằng đã làm gì để em giỏi Hóa ra là em ngủ quên Mình lúc này càng khoái nên cười to nói Thôi thôi em biết anh yêu em nhiều như thế nào rồi em xin lỗi Lần sau em không thế nữa Lại đây cho em hung miếng coi như phí bù đắp tinh thần nha Thấy mình nói vậy thì người yêu mình liền đưa má ra cho mình hung. Mặt anh người yêu lúc này coi bộ vẫn tức lắm nha. Mình thấy vậy liền hỏi anh người yêu một câu. Người yêu ai mà đẹp trai dễ thương cô ta phô mai que thế nhỉ Lúc này người yêu mới cười cười rồi quay sang ôm mình nói. Của em chứ còn của ai nữa ghét vậy lần sau mà còn như thế là anh không tha nữa đâu nói xong anh người yêu ôm mình thơm chụp chụp vào đây mặt mình mình viết xong đọc lại còn thấy bội thực cơm chó nên là mấy bạn fa đang nghe chuyện của mình đúng không sau khi đã làm hòa rồi thì người yêu mình lại nắm tay mình đưa mình đến trường trên con đường hạnh phúc Sợi, Lúc đó mình thấy hạnh phúc và bình yên lắm á mấy bạn FA ơi. Thôi mỗi lần mình kể xóng xóng như vậy cho mấy bạn FA nghe để có thêm niềm tin vào tình yêu nha. Chứ mình kể nhiều quá mấy bạn FA nghe xong ăn bội thực bánh gà tô mất. Bye bye mấy bạn FA nha. Chào Tim, mình muốn tham sự về chuyện gia đình mình và đặc biệt là mẹ mình. Mình lớn lên với một tuổi thơ nhiều biến cố. Mình không dám nói là mình bất hạnh hay gì, vì nghĩ mình đầy đủ hơn rất nhiều người. Nhưng mình luôn cảm thấy buồn mỗi khi nghĩ đến gia đình. Bố mẹ mình ly hôn năm lớp 8, vì bố mình có người phụ nữ khác và con riêng năm lớp 6. Sau 2 năm dây dưa, mẹ mình quyết tâm ly hôn. Lúc ly hôn bố mình để lại tất cả tài sản cho mẹ và hứa sẽ gửi 3 triệu đồng tiền nuôi mình. Sau đó mẹ và mình sống với nhau, dù mẹ mình không thực sự đi làm mà chỉ làm công việc tự do, nhưng chu cấp cho mình ăn học đầy đủ và còn trên mức đầy đủ. Càng lớn, mình càng hiểu mẹ lấy số tiền đó từ những người bạn trai của mẹ và cộng thêm tiền mua qua bán lại đất đai nhà cửa. Mình nhớ kể từ ngày bố đi, mẹ hẹn hò với nhiều người và thường xuyên không ở nhà với mình. Có những ngày, mẹ sẽ để tiền cho mình ăn tối, rồi mẹ đi đến 10, 11 giờ đêm hoặc mẹ sẽ ở nhà bạn trai qua đêm không về chưa bao giờ mẹ thật sự kèm mình học hay là để tâm đến tâm sinh lý con gái mới lớn đỉnh điểm là có một lần mẹ bị vợ của bạn trai đánh ghen mình với mẹ phải xách quần áo đi khách sạn ngủ rồi mình bị bêu tréo ở trường mình rất trách mẹ sau chuyện đó vì mình nghĩ mẹ bị người đàn bà khác giật chồng mà mẹ lại sống giống như vậy hơn nữa mẹ thường chửi rủa bố và cấm đoán mình qua lại với bố và các em là con riêng của bố sau đó mình bị mắc bệnh trầm cảm nặng vì tất cả mọi chuyện cộng thêm những lời nhục mạ mạt sát mẹ dành cho mình mỗi khi mình muốn gặp bố hay muốn thể hiện tình cảm với bố. Mình hoàn toàn hiểu cho mẹ rằng mẹ bị phản bội nên mẹ hận bố và không muốn mình dính líu đến người đã phản bội gia đình. Nhưng mình là con, mình thật sự thèm khát tình cảm từ bố. Rồi mình thấy gia đình bạn cùng lớp bố mẹ nó cũng ly hôn vì bố lăng nhăng nhưng mẹ nó vẫn không cấm đón chị em chúng nó được gần bố mẹ nó sống mạnh mẽ giữa tôn nghiêm của bản thân mẹ nó càng văn minh bố nó càng tiếc chị em nó được quyền quyết định có gặp bố hay không và càng lớn chị em nó càng thương mẹ nhìn lại hoàn cảnh gia đình của bản thân mình buồn lắm bởi vì mình nghĩ bố mẹ dù ly hôn nhưng đứa con không có tội kể cả mình hay các em con riêng của bố chúng mình được quyền quyết định gần ai yêu thương ai nhưng đến bây giờ là một người lớn ở ngưỡng cửa 30 có con cái, mình thực sự không thể chấp nhận cách mẹ đã đối xử với mình và cách mẹ biến mình thành công cụ để chiến tranh với bố, cách mẹ tổn thương mình để khiến bố mình buồn. Mình luôn nói với chồng, sau này nếu có chuyện gì xảy ra, dù có làm tổn thương nhau thế nào thì đó là việc của người lớn, làm ơn đừng làm tổn thương con cái, đừng nói xấu người kia với con cái. Khi nào đứa con đủ lớn đủ hiểu thì hãy nói cho nó sự thật để nó tự quyết định cảm xúc của mình. Chúng mình muốn nuôi con thành một người vui vẻ tự tin, chứ không phải là một người lớn như mình với tâm hồn đầy vết thương, dây dứt dằn xé giữa yêu và ghét. Mình thương mẹ mình vì mình hiểu nỗi khổ của mẹ, nhưng cũng không nhưng cũng không thể ngừng nghĩ đến những cô đơn tổn thương lạc lõng mà mẹ mình gây ra cho mình. Đó khiến mình rất buồn vì mỗi lần nghĩ đến mình lại trách bản thân mình tại sao người lớn không thể sống văn minh hơn vì những gì xảy ra trong quá khứ mình đã rất nỗ lực trong cuộc sống mình có công việc ổn định đủ để chi trả cho bản thân dù khi không có chồng mình tiết kiệm một khoản riêng cho mình và con và mình nói thẳng với chồng đó là cho con để nếu sau này vợ chồng không ở với nhau ai nuôi con sẽ lấy khoản đó để ổn định cuộc sống mình nghĩ quá khứ khiến mình sống khá tiêu cực nên mình chuẩn bị mọi thứ về tài chính cho chuyện nuôi con một mình chồng bảo mình lo xa vì hiện tại hai vợ chồng đang rất hạnh phúc. Nhưng trong thâm thâm mình vẫn không thể không lo trước được. Mình sợ các con sẽ thành phiên bản của mình, nên mình càng muốn lo chu toàn cho con hơn. Nhưng ai từng bị tổn thương của quá khứ chắc sẽ hiểu. Gửi những người phụ nữ đang bị tổn thương vì cuộc hôn nhân của bản thân. Xin mọi người đừng vì cái hận mà quên đi mất đứa bé con bé bỏng của mình. Các con cần được nâng niu và che chở. Chào các bạn, mình là Cường. Mình vừa trải qua một chuyện mình ân hận nhất cả đời này luôn Đó là yêu sai người Các bạn biết không Nhờ ngoại hình điển trai Mình được hai cô gái theo đuổi cùng một lúc Lan Anh và Trinh Tuổi trẻ thật sự bồng bộ Và hồi đấy á, mình muốn lấy le với bọn bạn mà Mình nhìn vào nhan sắc để chọn một trong hai em Lan Anh thì có mái tóc dài Đôi mắt buồn và làn da hơi ngâm Trinh thì trắng trẻo, mong manh, yếu đuối Và có chiếc răng khệnh rất là duyên nha hiển nhiên là mình đã chọn Trinh. Ban đầu á, là Anh có làm bánh quy gửi cho mình. Vì sao mình không thấy em gửi nữa? Có lẽ vì thấy thái độ dững dưng của mình. Có sao chứ, mình đã chìm đắm trong nụ cười tươi như hoa và những lời nói rót đường của Trinh rồi. Đám bạn mình nhìn thấy Trinh thì ai cũng khen nức nở, bảo mình á, có mắt nhìn người. Mình phỏng mũi, tự hào vì em người yêu khả ái lắm chứ. Rồi, vì lẽ đó, mình chịu em lắm các bạn, coi em như nàng công chúa luôn nha Ta nói chứ em muốn ăn gì, chỉ cần nói với mình 15 phút sau, mình sẽ tới đưa tận tay rồi đút cho em ăn Có mệt, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ, chụp hình, đăng lên Facebook cảm ơn mình thôi Là thì bao nhiêu mệt mỏi nó tàn biến hết trơn Có những bữa em đi tăng ca đêm, em không dám đi về vì sợ không an toàn Cũng chả dám bắt xe ôm luôn Khoảng cách 10 cây không thể ngăn cản mình vượt qua sự mệt mỏi Để hộ tống công chúa của mình về tận nhà Rồi, những dịp đặc biệt, hiểu tính em Mình luôn mua quà tặng cho em Những món em đã cố ý gắn thẻ mình trên mạng xã hội á Mình sướng rơn cả người khi mà nghe câu nói của em Phần quà của anh chính là thanh xuân của em Đâu cần em mua quà đáp lại tình cảm vì Valentine đã làm mình xem xét lại mối quan hệ này các bạn Bạn mình Thằng Tiến, nó khoe khắp nơi quà của nó do em Lan Anh làm. Một hộp cơm bento cắt tỉa rất cẩn thận nha. Nhìn thằng bạn thân ăn ngon lành, đôi mắt trang chứa sự hạnh phúc như vậy, mình bỗng thấy khó chịu trong lòng. Từ khi nào thằng bạn ngốc nghếch vụng về của mình lại cua được em ấy cơ chứ? Khi mà hai đứa đang ăn á thì Lan Anh bước vào. Cục cưng ơi, em đến rồi nè. Nhanh lên, anh có quà cho em đây. Mình quay lại nhìn liền. Em thật sự xinh đẹp các bạn, mặc trên mình chỉ với xanh da trời thanh thoát. Tại vì đâu mà hồi đó mình không cảm nhận được vẻ đẹp của em vậy trời. Em khẽ quay qua chào mình rồi ôn cổ thằng bạn. Thiệt chứ, hành động đơn thuần nhưng mà làm mình hậm hực, ăn từng thịa cơm lớn mà phát nghẹn. Mình không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Rồi, vài ngày sau, mình mua trà sữa qua cho Trinh. Em muốn một ngụm rồi nhăn mặt. Ủa, sao anh mua loại này? Em bảo trà sữa hoa nhài cơ mà. Thôi em muốn đỡ đi Quán anh mua người ta hết vì đó rồi Thôi em muốn đâu Loại này em ghét nhất á Em vẫn giữ tính công chúa như mọi khi Bình thường mình vẫn nhịn em Và cun cút chạy đi mua đúng cái vị đó Nhưng mà một điều gì đó Đã tác động mình quát chứ Không muốn thôi em đòi hỏi quá Trinh ngỡ ngàng Nhìn mình dò xét <laughs> Nay anh ăn gan hùng hả gì Dám to tiếng với em Thiệt mình chả muốn tranh cãi đâu phóng xe đi về luôn Mặc cho em chạy theo phía sau liên tục gọi tên Vì đến nhà mình cũng mệt mỏi khi thấy dòng tin nhắn Anh không thương tôi nữa thì đầy thằng thương hộ Trời ơi, thấy mình im lặng mấy ngày liền Em chủ động xin lỗi rồi năn nỉ mình trả lời Mắc cười thì tôi đã đi cái chục cây đến gặp cô mỗi ngày Bây giờ cô chỉ dỗ dành tôi bằng những dòng tin nhắn mong chờ tôi đến hay sao Từ phút giây này tình cảm của mình đã nguội lạnh đó mọi người Tim mình càng đau hơn khi mà thấy tiếng và Lan Anh tình tứ như vậy. Kể từ khi yêu em ấy, nó tăng ca hùng hục mà. Nói là dành tiền mua quà cho em Lan Anh. Người nó vẫn béo tròn, không mất miếng thịt nào vì được ăn cơm người yêu nó nấu suốt cả sinh tố hoa quả, không mới thiếu thốn tí nào. Trong khi đồng nghiệp của nó là mình đây, đang đau khổ ăn suốt cơm 40 ca khô khóc ở căng tin. Thiệt, số mình khổ quá mọi người. Hello mọi người, hôm nay em lên đây để hỏi mọi người rằng chia tay bao lâu thì mới được phép có người yêu mới ạ? À? Chuyện là em đang là sinh viên năm thứ ba, em được mọi người nhận xét là một người có ngoại hình, xinh gái, hiền lành, tốt bụng. Em với người yêu em yêu nhau từ hồi cấp 3 đến bây giờ cũng được gần 5 năm rồi. Trong thời gian đó có rất nhiều người vẫn tán tỉnh và thả thính em, nên em đều từ chối vì không muốn cấm sừng người yêu em thế nhưng vì một vài lý do cộng thêm việc người yêu em quá đam mê game online không quan tâm tới em nhiều nên là em quyết định chia tay anh anh níu kéo em các kiểu nhưng em chán ngấy việc cứ hứa non hẹn biển được khoảng vài tuần là anh lại trở lại như cũ nên không muốn quay lại nữa chia tay được khoảng gần một tháng thì có một anh khác tán em em thì lúc này mới chia tay người yêu cũ xong nên là cũng có phần nào mềm lòng và cần người ở bên nên em cũng đồng ý tìm hiểu với người mới ấy vậy mà không hiểu sao người yêu cũ của em biết em và người mới đang tìm hiểu thì nhắn tin trách em kiểu như là hóa ra là mày có người khác nên mày mới chia tay tao đúng không mày cấm sừng tao đúng không em cũng bình tĩnh trả lời người yêu cũ thôi anh bị làm sao vậy chúng ta chia tay nhau gần một tháng rồi giờ tôi có người mới tôi cũng chẳng cấm sừng anh hay như thế nào cả anh đừng có mà nói linh tinh như vậy người yêu cũ của em thấy vậy liền gọi điện chửi em các thể loại xong rồi còn dọa nạt con chó này mày mới chia tay tao có gần một tháng mà đã dám có người yêu mới rồi hả? tao tưởng là mày chỉ giận dỗi tao thế nào, hóa ra là mày có người mới. mày cứ cẩn thận không có ngại quả báo đến với mày đó. em nghe xong sợ quá nên cũng block luôn. cứ tưởng là thoát rồi nhưng không mọi người ạ. À. người yêu cũ của em mặc váy và bắt đầu lan tin em là kẻ điểu đi cấm sừng anh ấy các kiểu. xong rồi còn nói tung mấy cái tin đồn em từng quan hệ tình dục nhiều người này nọ. em thật sự rất sốc khi mà đã từng yêu một người như vậy đỉnh điểm là anh người yêu cũ còn đổi sim điện thoại liên tục gọi điện thoại tới khủng bố nói em rằng trả thù em vì tội phản bội anh ấy anh ấy không chấp nhận việc bị cấm sừng như vậy tối hôm qua lúc em định ra ngoài để đi mua đồ ăn thì thấy người yêu cũ đứng ở đầu ngõ nhà em mắt anh ấy đầm đầm sát khí nhìn về phía nhà em nữa em sợ quá nên mấy ngày hôm nay phải nói với bạn cùng lớp xin cho em nghỉ học không dám đi ra ngoài vì sợ bị người yêu cũ của em trả thù dạo gần đây em hay xem tin tức báo chí về mấy việc người yêu cũ trả thù người yêu các kiểu nữa nên là em rén lắm mọi người em sợ người yêu cũ của em trong giây phút không bình tĩnh lại đến tìm em để trả thù thì nguy to em phải làm sao đây nói thế nào để cho người yêu cũ chấp nhận việc em đã có người yêu mới rồi đây mọi người phải làm thế nào để người yêu cũ không còn đe dọa hay là khủng bố nữa đây em sợ chết lắm mong mọi người có thể cho em xin một lời khuyên với ạ Mọi người đừng có xui em là cứ ra gặp người yêu cũ nói chuyện nha. Em sợ nói được hai câu nó điên lên nó xiên em lắm. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đang lắng nghe ạ. cho page và mọi người nha mình là thiên ân xin nhấn mạnh mình là nữ nha là nữ là nữ là nữ điều quan trọng phải nhắc lại ba lần hôm nay mình lên đây để kể về người yêu cũ của mình vì muốn giấu danh tính người yêu cũ nên thay vì để tên thật là nam thì mình lấy tên là huy nha mình là học sinh lớp 11, một không phải nói quá với mọi người nhưng mà nhan sắc của mình có thể nói là xinh xắn và mình cũng khá nổi trong trường nên có nhiều người bảo mình chính là nữ chính ngôn tình trong truyền thuyết có khá nhiều bạn nam lẫn nữ để ý mình, trong đó có Huy, Huy công khai theo đuổi mình 4 tháng, sau đó mình mới đồng ý. Huy là một người khá đẹp, da của cậu ấy rất trắng, có khi còn trắng hơn cả mình nữa, kèm theo đôi môi hồng hào mà lắm cô gái mơ ước thì ôi thua phải gọi là nhức nách mọi người ạ. À. Với một đứa mê đọc truyện boy love như mình thì người yêu cũ đích thực là một bé tiểu mỹ thủ đáng yêu. Trong lớp của mình và người yêu cũ có một bạn nam tạm gọi tên bạn đó là Tuấn nha. Không hiểu sao người yêu cũ mình và Tuấn rất được nhiều người trong lớp ship. Thậm chí là họ còn được mệnh danh là Bright Win của lớp 11C7. Mặc dù khi mình và Huy công khai yêu nhau trước cả lớp thì cấp bộ Tuấn Huy vẫn được ship nồng nhiệt lớn ác cả mình. Mà quái lạ hơn nữa là ban đầu mình thấy hơi khó chịu khi mà mọi người gán ghép người yêu mình cho người khác như vậy. Nhưng không hiểu sao bằng một phép màu nào đó hoặc có thể mình bị thao túng tâm lý nên là mình cũng xếp hai đôi đó với nhau luôn mọi người ạ à. Ảo thiệt đó Tuy hẹn hò với Huy Nhưng Tuấn với Huy đẹp đôi thật nha Với một đứa bản tính nhây như mình Thì trong thời gian hẹn hò với Huy Thì lúc nào có cơ hội mình cũng trêu Huy như kiểu Ôi chàng công chúa của hoàng tử Tuấn Sau đây chàng lại trốn hoàng tử đi đi dạo với thần thiếp Công chúa không sợ hoàng tử ghen hay sao Lúc đầu Huy không quan tâm lắm tới những lời trêu chọc của mình đâu Càng về sau thì không nhịn được nữa Có hôm còn đánh mình rồi bảo Mày còn nói vậy nữa là tao chia tay mày đó Tất nhiên sau đó Huy phải dỗ mình Tụi mình quen nhau tầm 3 tháng Thì Huy đòi chia tay Lý do là Huy không muốn quen một người suốt ngày đi xếp người yêu với người khác Một tuần sau chia tay Người yêu cũ của mình công khai có người mới Người yêu mới của người yêu cũ mình không đâu xa lạ Mà ngay trước mắt mình không ai khác là Tuấn Không muốn được nghe mình ship khớp bộ Tuấn Huy Nên chia tay mình để khớp bộ Tuấn Huy trong mơ của các shipper thành thiệt hả Đúng là gian xảo mà và người yêu cũ của mình cũng không phải là tiểu mỹ thụ mà mình hay tưởng tượng. Trong mối quan hệ với Tuấn, Huy chính là công ôn nhu. Không hiểu sao một đấng mạnh mẽ men lì như Tuấn khi quen Huy lại như nàng công chúa nhỏ lúc nào cũng làm nũng rồi e thẹn với Huy như vậy ta. Mình cũng là từ nữ chính ngôn tình thành nữ phụ đam mỹ rồi. Cũng có nhiều người xem mình thành nữ phản diện luôn đó. Bạn nào mà có người yêu giống như mình thì cũng đừng có ship người yêu mình cho người khác nha. Không là mất người yêu giống như mình đó vì là một vấn đề nhạy cảm nên mình xin phép được giấu danh tính trước khi kể câu chuyện này mình luôn tự hỏi không biết rằng có ai đã từng có nhiều trải nghiệm giống mình hay chưa cuộc đời mình hệt như một cuốn tiểu thuyết mà ở đấy nhân vật chính sẽ phải trải qua đủ các tình thế éo le đến tận bây giờ mình vẫn không thể hiểu mình đã làm gì sai hay có sức hút gì để phải chịu những tổn thương ấy trong suốt quãng đời thơ ấu mình bị xâm hại tình dục không phải một lần và không phải chỉ một người à tự giới thiệu mình là nữ, không xinh đẹp xuất sắc, hình thể cũng chỉ ở dạng bình thường. Mà những thời điểm ấy thì có lẽ đường công có hay không nó chẳng quan trọng, vì mình chỉ là một đứa trẻ. Mình sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên ấy, mình mới chỉ học lớp 3. Đó là buổi sáng mùa hè khi cha mẹ đi làm vắng nhà, thì có người vào xin nước uống. Vốn đã quen trong nhà một mình và lại cũng là người trong xã, nên mình không sợ gì cả. Hắn khi ấy chỉ khoảng chừng hơn 20 tuổi, nên mình gọi là chú vừa vào nhà uống nước thế chỉ có mình hắn dò hỏi biết cha mẹ đều đi vắng ngay lập tức hắn đóng sạp cửa lôi mình thẳng vào buồng lên giường ghi mình xuống và lột quần áo ra thực sự khi ấy mình bị bất ngờ và còn nhỏ không hình dung được những điều hắn định làm gì mình mình chỉ vùng vằng và kêu lên thôi hoàn toàn không biết rằng thứ được gọi là trinh tiết sắp bị hắn cưỡng đoạt Do gia đình mình ở miền núi, những năm hai nghìn dân cư thưa thớt, nhà cách nhau cả một quả đồi, nên mọi nỗ lực kêu cứu, cứu của mình chìm vào trong vô vọng. Hắn vừa cưỡng đoạt vừa đe dọa, rồi lại dỗ dành rằng đang dạy mình cách làm con gái. Đến bây giờ mình chỉ còn nhớ được rằng, mình thấy đau đớn, mình gào khóc, còn sau đó hắn đi thế nào thì ký ức đã nhòa. Chỉ biết rằng, vì sợ hãi trước lời đe dọa hắn sẽ giết cha mẹ nếu mình nói cho người khác, nên mình đã không dám hé trăng với ai nửa lời. Nhưng chẳng bao lâu thì hắn bỏ đi làm ăn biệt xứ. Mình tưởng rằng mọi thứ chỉ còn là quá khứ. Hắn đi được một năm sau thì mẹ mình mất vì bệnh. Còn nhỏ và nhiều biến cố gia đình. Nên mình quên đi câu chuyện đấy. Mẹ mất, cha chìm trong đau khổ chỉ biết tìm đến rượu. Trụ hết bạn nhậu này tới bạn nhậu khác về nhà. Nhậu say thì lại ngủ nhà mình luôn không về. Trong số đó có người giả vợ bế mình, rồi sờ soạn vào vùng kín con người đêm ngủ thì sờ trợ mình hoặc đặt tay mình lên củ quý của họ. Tất thảy mình đều chịu đựng Còn cha thì làm bạn với men say chẳng hay biết gì Mình cứ thế lớn lên đến khi mình học lớp 7 Bây giờ cơ thể bắt đầu dậy thì phỏng phao lấp ló nhú chút con gái Thì có một bạn nhậu đặc biệt của ba đến Người này cũng trẻ khoảng 25 tuổi tên Trung Cha và Trung ngoài nhậu thì đi làm ăn cùng nhau Nên Trung hay ở lại nhà mình Trung đẹp trai và rất quý trẻ con Hay mua quà cho mình và em Nói thêm là mình có một em trai Hai đứa mình cũng thích Trung vì rất tử tế chứ không có cư xử như mấy kẻ nát trượng mà cha hay giao du thế nhưng chẳng mấy chốc bộ mặt của tên yêu râu xanh đã hiện ra có lần khi chơi cùng mình và em trung cố tình như va vào mình nhưng thực ra là để sờ lên ngực mình mà thôi và điều gì đến cũng đến vì tin tưởng trung nên có một lần cha đưa em trai đi vắng liền nhờ hắn trong nhà cùng mình tối ấy khi mình đi ngủ trung đã bỏ thuốc và cưỡng hiếp mình có vẻ liều thuốc không đủ làm mình chìm sâu vào giấc ngủ nên mình đã tỉnh khi trung đang gian dở thế nhưng mình đã không phản kháng đến giờ mình cũng không hiểu sao mình lại nằm đó vợ như ngủ say không biết gì để mặc trung hoàn thành điều hắn muốn sau hôm đó trung không ở nhà mình nữa nghe cha bảo hắn đi lấy vợ thời gian qua đi khi mình lớn thêm đôi chút cũng có những bạn nhậu của ba khi thì muốn đụng chạm lúc thì gạ tình nhưng vì đã lớn nên mình đều né được Hạt mầm căm hận đàn ông của mình cứ vậy nảy nở. Suốt những năm cấp 1, cấp 2, mình không chơi với bất kỳ bạn khác giới nào. Đến khi mình học lớp 11, lần đầu tiên mình trung động và biết thích một người. Trụi rất tự nhiên, hai đứa yêu nhau. Tình yêu học trò trong sáng ngây thơ. Một nụ hôn còn ngại ngùng, một cái nắm tay mà tim đập chân trung. Những tưởng thế là khép lại hết thảy sau lưng. Nhưng mọi thứ mà suôn sẻ thế thì lại chẳng có gì đáng nói dài rồi nên có lẽ mình sẽ kể tiếp câu chuyện thành phần 2. Mình tên là Mèo, mình thấy chú Đông Admin kể về bài văn được của ló của chú ấy, nên mình cũng sẽ kể cho các bạn về bài văn năm lớp 7 của mình. Mình thì học cũng không phải là giỏi gì mấy, mình chỉ đi thi toán, văn và English cấp thành phố thôi. Nhưng lên lớp 7 thì không biết là kiến thức khó quá hay gì á mà mình toàn lạc đề không à. Có mấy bài văn thì viết còn đúng nha, nhưng gần như là đều lạc đề hết thôi á. Mình vẫn nhớ lúc đó thầy cho đề bài là viết lại văn bản lão hạt theo góc nhìn của em. Mình viết xong thì có mấy đứa bạn giật giấy làm bài của mình đọc. Chúng nó thấy hay, mình cũng thấy hay mà không hiểu sao thầy đọc lại không thấy hay. Cho mình có 5 điểm và chữ lạc đề to trướng ở phần nhận xét. Kèm thêm dòng chữ về xin chữ ký phụ huynh và mang lên nộp cho thầy. Sau lần đó mình tức á, tức lắm luôn. Các bạn muốn biết bài mình viết như thế nào không? Như này nè lão hạt là một tác phẩm nổi tiếng của nam cao đó là một tác phẩm lỗi lạc lẫy lừng được nhiều người săn đón và yêu thích trong đó có em em rất thích tác phẩm này thích cách tả văn của tác giả và rất thích các nhân vật trong văn bản nhân vật em yêu thích nhất trong văn bản là cậu vàng nên em sẽ nêu cảm xúc của mình về lão hạt. Ông là một người nông dân nghèo, vợ mất sớm, một mình nuôi con trai lớn. Nhưng khi nó lớn, nó đòi cưới vợ và bán mảnh vườn để có tiền cưới, tiền này, tiền kia. Nhưng ông không bán vì đó là miếng đất của ông bà cậu mở cháu chắc chút chích để lại nên lão không bán. Con lão thấy vậy, liền cắt đứt liên lạc với lão mà bỏ sang nước ngoài sống, kiếm tiền cưới vợ kèm với câu ba ông già, ở lại sống tốt với cái đất nát đấy đi nhá, tôi đi.' Lão buồn lắm, nhưng không lâu sau, ông giáo mang đến tặng cho lão một con chó và nói đây là cậu vàng, con chó cưng của mợ gửi lão nuôi. Vì mợ sang USA để sống rồi, nên mợ tặng lão. Lão đang buồn, nhưng từ khi có cậu vàng, lão vui lên hẳn. Vì có thêm bạn mà, ai chả vui. Nhưng từ lúc cậu vàng về, nó lạ lắm. Cậu vàng hút chích khỏe lắm, ngày nào cũng ăn ba tê, uống Coca-Cola và đi resort hạng sang như nó. Thì tiền nào cho đủ, ông giáo nói có vẻ cầu vàng hiểu được mà cầm cái dép ném vào mặt ông giáo ông giáo nói tiếp đấy cái loại chó mất dạy như thế thì nuôi làm gì cho tốn cơm hốc cho lắm vào rồi trả ơn vậy hả bán lá sang china trả nợ đi lão hạt thấy vậy liền can ngăn lão lại nói tuy nó có hơi mất dạy hơi ăn lắm ẻ nhiều nhưng tôi vẫn thương nó lắm bỏ nó đi thì ai nuôi nó với nó là cơ hội là niềm vui cuối cùng để giúp tôi sống tiếp rồi đấy ông giáo ạ à. Mấy tháng sau khi nghe con trai phá sản, nợ nần chất đống và đang bị bọn buôn lậu đòi tiền, thì con trai lão hạt lại mặc dậy như cái thớt, bay về ngửa tay ra đòi bán nhà bán đất lấy tiền trả nợ. Lão nhất quyết không bán đất, nhưng con trai lão năn nỉ ỉ ôi mãi, thì lão đã bán cậu vàng. Lão bỏ ra nguyên một ngày để dắt cậu vàng đi chơi những gì cậu muốn, và đến cuối ngày, khi cậu vàng đang ngủ, thì lão đã thuê người cho cậu vào cái tải đen và mang bán sang China cậu vàng kêu la thảm thiết lắm nhưng lão vẫn nhất quyết bán cậu đi khi chiếc xe đi xa thì lão bật khóc vì đã mất người bạn yêu quý của mình mấy ngày sau lão chán đời không ăn không uống vì nhớ cậu vàng mà tự tử trước khi chết thì lão có để lại tiền cho con trai trả nợ tiền cho ông giáo sống nốt cuộc đời còn lại còn khi ông giáo hết tiền thì sao á thì kệ ông giáo đi chứ còn gì nữa còn cậu vàng thì theo nhiều người nghĩ là cậu đang ở trên suối vàng cùng lão hạt rồi người lại nói là cậu được bán cho bọn buôn lậu cái bọn mà đã đòi nợ con trai lão người khác nói thì cậu đã được một ông riskit và mợ tranh nhau mua lại với giá trên trời và giờ đang sống bên usa đó, mình thấy hay mà, sao thầy lại cho mình điểm thấp ta? Mọi người ai thấy đúng thì nói cho mình biết dưới phần bình luận nha. Mà mình còn nhiều bài văn hay nữa kìa như là chia sẻ về quê hương nơi em ở nè, viết một bài văn về sự tự lập sự trưởng thành, thói tự cao tự đại và thất bại là mẹ thành công vân vân.